A Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện ăn tải ngay về Cô xin chào các bạn học sinh lớp 9 thân mến Ở bài học hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau học bài 59 Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng Và chúng ta đã biết mọi quá trình biến đổi đều kèm theo sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác Ví dụ như là trong trường hợp bóng đèn được thắp sáng thì có sự chuyển hóa từ điện năng sang quang năng. Vậy liệu toàn bộ năng lượng điện đó có được chuyển hóa hoàn toàn thành quang năng hay không thì chúng ta sẽ cùng nhau sang bài ngày hôm nay đó chính là bài 60 Định luật bảo toàn năng lượng từ hàng nghìn năm trước đây thì con người đã mơ ước và tốn nhiều công sức để tìm cách chế tạo ra một thiết bị máy móc có thể làm việc và giúp con người thực hiện công mà không phải cung cấp cho nó một năng lượng nào cả những máy móc này gọi là động cơ vĩnh cửu có thể làm việc liên tục không bao giờ ngừng chúng ta hãy xem xét kỹ xem vì sao mà ước mơ của con người của hàng nghìn năm nay lại vẫn chưa thực hiện được. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở trong nội dung bài học ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng nhau vào phần đầu tiên đó chính là phần 1 la mã sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng cơ nhiệt điện. Phần 1 nhỏ biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại hao hụt cơ năng thì chúng ta sẽ cùng nhau quan sát cho cô thí nghiệm ở hình 60.1 các bạn thấy rằng là ở đây này, ở đây chúng ta có một cái máng này và người ta sử dụng một viên bi sắt thì người ta sẽ thả cái viên bi sắt này lăn xuống từ điểm A. Điểm A này có độ cao h1 này. Đó, so với uh, mặt đất đây, so với cái máng này và người ta sẽ quan sát viên bi này chuyển động. Người ta đánh dấu vị trí của viên bi khi lên đến điểm B và có độ cao lớn nhất là H2 ở phía bên phải đây đó vậy thì người ta đã ngầm chọn cái phần mặt đất này này đó hay là cái phần của máng này chính là mốc thế năng các bạn nhé đó rồi, vậy thì ở đây người ta yêu cầu chúng ta là hãy chỉ rõ thế năng và động năng của viên bi đã biến đổi như thế nào khi viên bi chuyển động từ A đến C rồi từ C đến B. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích này. Các bạn thấy rằng là khi người ta thả cái viên bi sắt này xuống ở một độ cao H1 này thì chúng ta thấy là thả xuống thì tức là không cung cấp vận tốc ban đầu nào cho nó vậy thì động năng của nó tại điểm a này sẽ bằng không và ở tại điểm a này nó có độ cao so với cái mốc thế năng nên là nó sẽ có thế năng được chưa nào đó nó sẽ có thế năng và khi lăn xuống từ điểm A đến điểm C này thì các bạn thấy rằng là độ cao của viên bi sắt này giảm dần và tốc độ của viên bi sắt này lại nhanh dần vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là thế năng đang chuyển hóa dần thành thành động năng và ở cho đến điểm C này thì các bạn thấy rằng là viên bi sắt này của chúng ta không còn có độ cao nữa hay là độ cao là bằng không thì ở tại điểm C này sẽ có thế năng bằng bằng 0 và lúc này thì chúng ta thấy là thế năng đã chuyển hóa thành thành động năng và viên bi này sẽ đi lên tiếp cái phần máng ở phía bên phải này và khi mà nó đi lên thì nó sẽ tiếp tục gì ạ là uh, cái độ cao của nó sẽ tăng dần và tức là lúc này chúng ta thấy rằng động năng sẽ chuyển hóa dần thành thành thế năng và các bạn thấy rằng cái tốc độ của viên bi này uh, chậm dần và nó không còn được nhanh khi từ uh, khi đi từ A đến C nữa đó vậy thì lúc này động năng đã chuyển hóa dần thành thành thế năng và nó chỉ lên đến điểm B này thôi đó rồi nó uh, sẽ lăn tiếp qua phía bên trái này thì khi lên đến điểm B này người ta thấy rằng là nó có độ cao là h2 đó. vậy thì ở khi mà lên đến điểm B này thì lúc này các bạn thấy rằng viên bi sắt của chúng ta sẽ có thế năng sẽ có thế năng và lúc này nó sẽ không còn động năng nữa đó và nó di chuyển từ B xuống C này cũng giống tương tự như là nó được thả từ A đây các bạn vận tốc của nó sẽ bằng không đó và lúc này lại tiếp tục có sự chuyển hóa từ thế năng thành thành động năng và đi sang bên bên phía tay bên phía trái này thì sẽ lại là uh, chuyển hóa dần từ động năng thành thế năng đó cứ chuyển hóa qua lại như vậy từ thế năng sang động năng và từ động năng sang thế năng rồi vậy thì chúng ta đã mô tả cái phần chuyển động của viên bi sắt này xong thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời uh, cái câu c một này nhé rồi vậy câu c 1 này chúng ta thấy qua cái sự phân tích của cô vừa rồi thì tại a này sẽ có viên bi sẽ có thế năng viên bi đi viên bi có thế năng còn động năng của nó thì bằng gì bằng không động năng bằng không rồi tiếp theo chúng ta sẽ khảo sát tại c Tại C thì chúng ta thấy rằng viên bi có thế năng bằng 0. Và nó có gì ạ? Có động năng. Có động năng. Vậy thì từ đây chúng ta suy ra ở đây đã có cái sự chuyển hóa năng lượng đó là từ A đến C thì thế năng của hòn bi giảm dần động năng của viên bi thì tăng dần Đó. và có sự chuyển hóa từ thế năng sang sang động năng rồi bây giờ chúng ta sẽ khảo sát tiếp tại vị trí b đây tại vị trí b thì các bạn thấy rằng là viên bi của chúng ta có thế năng Đó. viên bi có thế năng Động năng của nó thì bằng bằng 0 Đó, Vậy thì ở trên cái quãng đường từ C đến B Chúng ta thấy rằng động năng giảm dần và thế năng tăng dần Từ C đến B Động năng giảm dần thế năng của hòn bi tăng dần hòn bi hoặc là viên bi và ở đây có cái sự chuyển hóa năng lượng đó là từ động năng sang thế năng Đó, như vậy là chúng ta đã trả lời xong câu C1 rồi các bạn nha. Đây cô dư lại cho các bạn nhìn. Đó, cô di chuyển lại cho các bạn nhìn cho rõ nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu C2 nào. So sánh thế năng ban đầu mà ta cung cấp cho viên bi ở vị trí A và thế năng mà bi có ở điểm B thì các bạn thấy rằng đây ở tại vị trí A này thì nó có độ cao là 21. Tại vị trí B này có độ cao là H2 thì chúng ta gióng sang này, đó chúng ta có thể lấy thước kẻ này hoặc ở đây cô có bút thì cô sẽ gióng sang luôn. Đó, các bạn nhìn thấy thì chúng ta thấy rằng là cái độ cao H2 này nó nhỏ hơn độ cao H1 được chưa ạ? Đó. Thế thì thế năng của viên bi ở A này sẽ lớn hơn thế năng của viên bi ở ở điểm B. Đó. Vậy chúng ta trả lời. Câu C2 tại a viên bi có độ cao là h1 lớn hơn độ cao h2 của viên bi ở b tại b đó vậy thì từ đây chúng ta suy ra được là thế năng của viên bi ở a lớn hơn thế năng của viên bi ở b đó. Có bạn nào mà không nhớ kiến thức ý, Thì các bạn ấy lại hỏi là Thế tại sao lại như thế này Thì chúng ta nên phải nhớ được là Thế năng Phụ thuộc vào độ cao Của vật đúng không ạ ừ, Khi mà Độ cao của vật càng cao thì thế năng của vật càng lớn và khi độ cao của vật càng thấp thì thế năng của vật sẽ sẽ càng nhỏ. Vậy thì thế năng phụ thuộc vào độ cao. Nên là độ cao của vật càng lớn thì thế năng của vật sẽ sẽ càng lớn, được chưa nào các bạn? Và một vật có thế năng khi mà nó ở một độ cao so với mặt đất hoặc là nó ở một độ cao so với cái mốc thế năng đã chọn, được chưa? Rồi, như vậy là các bạn đã hiểu rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu C3 tiếp xem người ta hỏi gì nào. Ở câu C3 này người ta hỏi thiết bị thí nghiệm trên có thể làm cho viên bi có thêm nhiều năng lượng hơn thế năng mà ta cung cấp cho nó lúc ban đầu không? Và trong quá trình viên bi chuyển động ngoài cơ năng ra thì còn có dạng năng lượng mới nào xuất hiện không? Thì ở đây người ta hỏi là cái viên bi này có được cung cấp thêm nhiều năng lượng hơn cái thế năng ban đầu mà họ cung cấp cho không thì ở đây chúng ta đã vừa so sánh là thế năng ở tại vị trí b này nó nhỏ hơn thế năng của viên bi ở tại vị trí a đó vậy thì ở đây các bạn thấy rằng là nó đang bị giảm đi đúng không ạ còn nếu như mà nó được cung cấp thêm năng lượng thì uh, viên bi này của chúng ta phải lên được đến độ cao mà nó phải cao hơn vị trí a này cơ thì mới là cung cấp thêm năng lượng được chưa đó vậy thì ở trong phần này các bạn sẽ nói rằng là uh, viên bi không được cung cấp thêm thêm năng lượng đúng không ạ hoặc là viên bi không thể có thêm nhiều năng lượng hơn thế năng mà ta cung cấp cho nó lúc ban đầu đó vậy thì tiếp theo trả lời ý, ý tiếp theo rồi chúng ta sẽ ghi sau nhé trong quá trình viên bi chuyển động ngoài cơ năng ra thì còn có dạng năng lượng mới nào xuất hiện không thì các bạn thấy rằng là Yeah. một vật có thế năng thì cũng tức là có cơ năng bởi vì là thế năng hay là động năng thì nó chính là uh, hai dạng năng lượng của cơ năng đấy đó vậy thì ở đây người ta nói cơ năng thì cũng chính là thế năng được chưa vậy thì ở đây các bạn thấy rằng là thế năng của viên bi ở tại a này lớn hơn thế năng của viên bi tại b đó vậy thì uh, rõ ràng ở đây đã có cái sự mất mát năng lượng vậy thì cái sự mất mát năng lượng này là do đã xuất hiện một dạng năng lượng mới tức là thế năng hoài cái việc mà nó chuyển hóa thành động năng uh, để uh, ở tại C này nó có thế năng uh, bằng không và động năng ở tại C này là lớn nhất này đó sau đó thì từ động năng này nó lại Ờ, chuyển dần thành thế năng đó và động năng lại giảm dần vậy thì giữa cái sự chuyển hóa năng lượng qua lại như thế này này thì nó đã xuất hiện một dạng năng lượng mới làm giảm đi cái năng lượng của thế năng ban đầu thì đấy chính là dạng năng lượng nhiệt năng các bạn nhé rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nên trả lời câu C3 này đó là viên bi không thể có thêm nhiều năng lượng hơn thế năng mà ta cung cấp cho nó lúc ban đầu ngoài cơ năng thì còn có nhiệt năng xuất hiện là chính là do ma sát của viên bi với mặt sàn và làm cho viên bi của chúng ta nóng lên do viên bi ma sát với mặt sàn và làm viên bi nóng lên hoặc là và làm nó nóng lên. Đó, rồi như vậy là chúng ta cũng đã trả lời xong câu C3 rồi. Và như vậy là các bạn thấy được rằng là thế năng ban đầu này nó không được chuyển hóa hết hoàn toàn đúng không ạ? Mà nó đã bị chuyển hóa thành uh, dạng năng lượng mới đó là nhiệt năng và người ta thấy rằng là những cái phép đo chính xác cho cái uh, cho biết phần cơ năng bị hao hụt đi đúng bằng phần nhiệt năng mới xuất hiện và hiệu suất của thiết bị này thì luôn luôn là nhỏ hơn một và người ta đã thừa nhận rằng cơ năng hao hụt đi đã chuyển hóa thành nhiệt năng vậy thì trong cái phần này chúng ta sẽ kết luận cho cô đó là trong các hiện tượng tự nhiên thường có sự biến đổi giữa thế năng và động năng cơ năng luôn luôn giảm và phần cơ năng hao hụt đi đã chuyển hóa thành nhiệt năng đó vậy các bạn chú ý cho cô nhé đó là trong các hiện tượng tự nhiên đấy thì uh, có cái sự biến đổi giữa thế năng và động năng và cơ năng thì luôn luôn giảm và nếu như cơ năng của vật tăng thêm so với ban đầu thì cái phần tăng thêm là do dạng năng lượng khác chuyển hóa thành và bây giờ thì các bạn sẽ mở sang trang bên cho cô chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp ở phần hai nhỏ biến đổi cơ năng thành điện năng và ngược lại hao hụt cơ năng người ta bố trí thí nghiệm như hình 60.2 ở đây thì các bạn quan sát ở đây là chúng ta có một vật này uh, được treo bởi sợi dây và nó được cuốn vào cái trục quay của máy phát điện này và máy phát điện ở đây này nó được nối với động cơ điện này các bạn này và ở cái trục quay của động cơ điện này thì lại được nối với cái vật b đó thì ở đây chúng ta sẽ quan sát cái hiện tượng xảy ra với máy phát điện và động cơ điện và cái quả nặng b này nữa khi mà chúng ta thả cái quả nặng a này chuyển động từ trên xuống dưới đó vậy tức là chúng ta sẽ uh, đưa cái quả nặng a này lên một độ cao đó cho nó lên một độ cao sau đó thì chúng ta sẽ thả quả nặng này ra cho nó chuyển động từ trên xuống dưới và các bạn thấy rằng là nó sẽ di chuyển từ điểm a này đến điểm a phẩy này đến khi chạm đất thì thôi đúng không ạ đó nó sẽ chạm Ờ, cái quả nặng này nó sẽ chạm đất thì nó sẽ dừng lại. đó. vậy thì khi mà cái quả nặng A này nó di chuyển từ A đến A phẩy này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ làm cho cái trục của máy phát điện này quay này, nó trục quay của máy phát điện này quay. thì khi nó quay nó sẽ tạo ra dòng điện. đó. dòng điện thì ở đây động cơ điện đã được nối với máy phát điện rồi. và lúc đó thì động cơ điện sẽ được cung cấp nguồn điện được cung cấp nguồn điện thì sẽ làm cho cái motor ở trong động cơ điện này quay. Và khi motor của động cơ điện này quay tức là cái trục này nó quay này, trục này quay thì nó sẽ cuốn dây, nó cuốn dây và đồng thời nó sẽ đưa cái vật B này của chúng ta đang ở mặt đất này đi lên đến một độ cao xác định. Đó, vậy thì ở đây người ta yêu cầu chúng ta là ở câu C4 này, hãy chỉ ra trong thí nghiệm này năng lượng đã được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào qua mỗi bộ phận đó thì chúng ta thấy rằng uh, đầu tiên ở vật a này của chúng ta này thì nó sẽ có dạng năng lượng nào ạ à nó sẽ có thế năng được chưa ạ rồi vậy thì uh, nó có thế năng này và nó được thả ra để nó đi dần dần xuống mặt đất này thì từ thế năng của uh, của quả nặng a này nó sẽ được biến đổi thành gì? thành động năng của chính nó khi mà nó di chuyển và khi nó di chuyển thì nó làm cho Ờ, bộ phận của máy phát điện này quay để tạo ra được dòng điện vậy thì động năng của quả nặng A này đã chuyển hóa thành gì thành điện năng của của máy phát điện đó và điện năng của máy phát điện này thì các bạn thấy rằng là nó làm cho động cơ điện quay vậy thì quay ở đây sẽ chính là gì chuyển hóa thành cơ năng vậy tức là từ máy phát điện sang động cơ điện này thì sẽ có sự chuyển hóa từ điện năng thành thành cơ năng rồi tiếp theo các bạn thấy rằng là cơ năng của động cơ điện này thì uh, nó sẽ kéo cái sợi dây này và làm cho uh, vật B này của chúng ta di chuyển lên độ cao vậy thì khi vật B di chuyển lên độ cao này thì nó sẽ có gì? nó sẽ có động năng đúng chưa à? đó nó sẽ có động năng và uh, khi khi vật B này của chúng ta có động năng này thì nó di chuyển dần dần lên một đến một độ cao nhất định rồi nó sẽ sẽ dừng lại vậy thì ở đây các bạn thấy rằng động năng của quả cầu tại B nó sẽ chuyển hóa thành điện thành thế năng của nó tại tại B phẩy đó vậy đấy chính là cái cái quá trình năng lượng đã được biến đổi ở trong cái thí nghiệm này vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ghi lại này đây cô sẽ uh, ghi sang bên nào đây thôi chúng ta đã mô tả rồi thì bây giờ chúng ta chỉ việc ghi lại cho cô thôi này đó từ thế năng của quả nặng tại a chuyển hóa thành động năng của nó khi a di chuyển từ a đến a phẩy và tiếp theo là động năng của quả nặng chuyển hóa thành điện năng của máy phát điện rồi tiếp theo chúng ta có này từ điện năng của máy phát điện sẽ chuyển hóa thành cơ năng của động cơ điện và từ cơ năng của động cơ điện thành động năng của quả cầu tại b và từ động năng của quả cầu tại b thành thế năng của nó tại B phẩy. Đó, rồi như vậy là chúng ta đã cùng nhau trả lời xong câu C4 rồi này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ so sánh cho cô thế năng ban đầu cung cấp cho quả nặng A và thế năng mà quả nặng B thu được khi lên đến vị trí cao nhất. Và vì sao có sự hao hụt thế năng này? đó Thì các bạn thấy rằng là độ cao ban đầu của quả nặng A ở, ở tại vị trí H1 này Còn uh, lúc sau thì cái quả nặng B này nó lên đến vị trí B' này là độ cao H2 Thì đấy, sóng sang Thì các bạn thấy rằng là cái độ cao H1 này nó lớn hơn độ cao H2 này nhiều đúng không ạ? Đó, thì chúng ta thấy rằng là thế năng ban đầu của quả nặng A này lớn hơn thế năng mà quả nặng b này thu được đó vậy thì vì sao lại có sự hao hụt thế năng như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi mà cái quả nặng a này nó rơi xuống này thì ngoài phần thế năng nó chuyển hóa thành động năng thì nó còn chuyển hóa thành nhiệt năng nữa và tiếp theo khi mà dòng điện này làm cho động cơ điện quay ý, thì nó sẽ kéo cái quả nặng b này lên thì ngoài cái phần mà uh, cơn điện năng chuyển hóa thành cơ năng thì nó sẽ có một cái phần là chuyển hóa thành nhiệt năng và làm nóng cái dây dẫn này và do những cái sự hao phí như vậy thì chúng ta thấy rằng là thế năng mà quả cầu b này thu được sẽ nhỏ hơn thế năng ban đầu của quả nặng a đó và chúng ta còn có là khi cái quả nặng b này của chúng ta mà đi lên một đoạn H2 này nữa thì uh, động năng của nó cũng sẽ chuyển hóa thành một phần nhiệt năng nữa. Đó, vậy thì các bạn thấy rằng trong các cái quá trình chuyển hóa từ năng lượng này sang ra năng lượng khác thì đều có uh, bị một phần chuyển hóa thành thành nhiệt năng. Đó. Vậy đấy chính là cái sự hao hụt. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu C5 này. Ta thấy H1 lớn hơn H2 nên suy ra là thế năng ban đầu của quả nặng A lớn hơn thế năng mà quả nặng B thu được. Đó, rồi. Vậy thì vì sao lại có sự hao hụt này này? Vì ở chúng ta sẽ trả lời vắn tắt nhé. Vì trong các quá trình chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác đều có một phần năng lượng bị chuyển hóa thành thành nhiệt năng và do những cái hao phí đó cái năng lượng nhiệt năng nó chính là cái năng lượng hao phí đấy nó chính là cái năng lượng mà không có ích ở trong cái sự chuyển hóa năng lượng này đó thì do những hao phí đó nên thế năng quả nặng b nhỏ hơn thế năng quả nặng a Đó. và qua cái phần thí nghiệm này thì chúng ta rút được ra cho cô cái kết luận thứ hai đó là trong động cơ điện thì phần lớn điện năng chuyển hóa thành cơ năng và trong các máy phát điện thì phần lớn cơ năng chuyển hóa thành điện năng và cái phần năng lượng hữu ích thu được cuối cùng bao giờ cũng sẽ nhỏ hơn cái phần năng lượng ban đầu cung cấp cho máy và phần năng lượng hao hụt đi đã biến đổi thành dạng năng lượng khác rồi Vậy thì uh, qua những cái uh, thí nghiệm và qua những cái sự biến đổi ở uh, trong phần 1 và phần 2 nhỏ mà chúng ta đã vừa khảo sát thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang phần 2 La Mã đó là định luật bảo toàn năng lượng. Và qua cái sự khảo sát rất nhiều những cái quá trình biến đổi năng lượng khác trong tự nhiên thì các nhà bác học phát biểu thành định luật bảo toàn năng lượng đó là năng lượng không tự sinh ra hoặc Tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác đó tức là gì ạ không tự dưng mà có năng lượng được chưa nào các bạn nó vậy thì nó không tự sinh ra và nó cũng không tự mất đi vậy thì ban đầu muốn có năng lượng thì chúng ta sẽ phải cần phải cung cấp cho nó năng lượng các bạn ạ chứ nó không thể nào mà tự cái vật đấy nó sinh ra được năng lượng rồi và khi nó đã có năng lượng rồi Và trong cái quá trình chuyển hóa ấy, Thì nó sẽ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác Hoặc là nó sẽ chuyển từ vật này sang vật khác đó. Tức là ở đây năng lượng của chúng ta được bảo toàn đó. Vậy thì ở đây các bạn thấy rằng là Thế năng ban đầu của A này này Đó và cái thế năng ban đầu của cái quả nặng B ở ở cái vị trí B phẩy này thì hai cái thế năng này nó không bằng nhau nhưng nếu như chúng ta cộng cả cái phần nhiệt năng mà nó đã bị chuyển hóa từ các cái quá trình biến đổi này các bạn này đó chúng ta cộng lại cái phần năng lượng nhiệt năng và cộng với cái phần thế năng của quả nặng ở tại vị trí B phải này thì cái tổng cái năng lượng đấy nó sẽ bằng cái uh, năng lượng ban đầu của quả nặng A được chưa nào các bạn đó vậy thì nó vẫn là gì ạ đúng với cái định luật bảo toàn năng lượng rồi như vậy là qua bài học ngày hôm nay thì chúng ta Nhớ, nhớ cho cô cái uh, cốt lõi của bài học này đó chính là định luật bảo toàn năng lượng không tự sinh ra không tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vận dụng này để trả lời uh, các câu C6 và câu C7 nhá chúng ta sẽ cùng nhau đọc câu C6 nào câu C6 hãy giải thích vì sao không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu. đó thì các bạn thấy rằng là uh, động cơ mà muốn hoạt động được thì nó sẽ phải có cơ năng mà cơ năng thì không thể nào mà tự sinh ra được và muốn có cơ năng thì sẽ phải bắt buộc là phải cung cấp cho nó một uh, một năng lượng ban đầu đó thì cái năng lượng uh, ban đầu thì chúng ta có thể sử dụng như là năng lượng của nước hay là chúng ta uh, đốt những nhiên liệu như đốt than, củi dầu đó thì những cái động cơ nó mới có thể hoạt động được. Vậy thì chúng ta cần phải cung cấp cái năng lượng ban đầu đó. vậy thì uh, động cơ vĩnh cửu là cái động cơ mà gì ạ uh, liên tục hoạt động đó không cần cung cấp năng lượng mà nó vẫn có thể hoạt động được vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta cần phải cung cấp năng lượng cho nó cơ đấy vậy thì ở đây nó uh, cái động cơ, hoạt động của động cơ vĩnh cửu này này nó trái với cái định luật bảo toàn năng lượng mà chúng ta vừa vừa rút ra năng lượng không tự sinh ra và không tự mất đi đấy mà con người lại mong muốn cái động cơ vĩnh cửu này là gì ạ nó tự sinh ra đó. nó tự sinh ra nó tự hoạt động thì không có cái điều này đó vậy thì từ đây chúng ta sẽ trả lời câu câu c 6 này động cơ muốn hoạt động được Bắt buộc phải được cung cấp một năng lượng ban đầu đó. do đó không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu vì nó trái với định luật cô viết tắt này bảo toàn năng lượng đó, cô viết tắt nha các bạn nhá. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau sang câu C7 nào. Trên hình 60.3 vẽ một bếp đun củi cải tiến, hãy giải thích vì sao dùng loại bếp này lại tiết kiệm được củi đun hơn là dùng kiềng ba chân ở hình 60.4. Đó. Vậy thì ở đây các bạn hãy cùng nhau quan sát cho ngôi này ở cái hình 60.4 này các bạn thấy rằng là người ta sử dụng kiềng ba chân để đun này đó thì các bạn thấy rằng là cái năng lượng mà do đốt cháy nhiên liệu này tỏa ra này nó thì ngoài cái việc uh, cái, cái nồi son này của chúng ta thu vào thì uh, nhiệt lượng nó còn tỏa ra và làm nóng cái môi trường xung quanh nữa cho vậy là khi chúng ta mà ngồi đun bếp ấy thì chúng ta cũng thấy người của chúng ta rất là nóng đúng không nào đó là do năng lượng của cái nhiên liệu này nó đã tỏa ra môi trường và làm nóng cả môi trường nữa đó vậy thì các bạn thấy rằng là cái năng lượng hao phí ở đây rất là lớn còn cái bếp đã cải tiến ở đây này thì các bạn thấy rằng là nó có những cái vách ngăn cách nhiệt này này nó đốt nhiên liệu này này đốt nhiên liệu này sau đó là sẽ đun ở những cái đặt những cái nồi xoang của chúng ta vào đây thì nó có những cái vách ngăn uh, cách nhiệt ở đây đó và có một cái ống khói đi lên như thế này thì các bạn thấy rằng là cái phần uh, năng lượng nhiệt nó tỏa ra môi trường làm nóng môi trường thì nó đã được giảm đi rất là nhiều đúng không ạ và toàn bộ cái năng lượng mà do uh, đốt cháy nhiên liệu này tỏa ra thì nó đã được uh, cung cấp phần lớn cho những cái nồi son này của chúng ta rồi đó vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng <laughs> Khi sử dụng bếp đun củi cải tiến này sẽ uh, đun uh, nấu thức ăn nhanh uh, nhanh chín hơn nó và nó tiết kiệm được nhiên liệu hơn rồi vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trả lời câu C 7 này nhé. Nhiệt năng do củi đốt cung cấp. một phần làm nóng nồi hay là nóng thức ăn nữa hoặc là nếu như là ở đây thì chúng ta đang đun nước đúng không ạ thì sẽ là làm nóng nước và phần còn lại truyền cho môi trường xung quanh. Và khi sử dụng bếp cải tiến có cái vách ngăn, uh, vách cách nhiệt sẽ giữ cho nhiệt cho nhiệt năng ít bị truyền ra ngoài và tận dụng được nhiệt năng Như các bạn thấy rằng là ở hình 1 này thì chúng ta chỉ đun được một nồi nhưng ở hình hạ hình à, ở hình 60.4 này chúng ta chỉ đun được một nồi như hình 60.3 này thì chúng ta đun được tận tận hai nồi đó vậy thì chúng ta sẽ so sánh luôn dùng nhiệt năng để đun hai nồi nước đó như vậy là chúng ta có thể trả lời câu C7 như này nhá các bạn nhé. Rồi, như vậy là qua bài học ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong về uh, định luật bảo toàn năng lượng rồi. Đó, và chúng ta cũng đã trả lời xong các cái câu hỏi C ở trong bài học ngày hôm nay rồi. Các bạn có vấn đề gì thắc mắc thì hãy comment cho cô ở phía dưới video này nhé. Cô sẽ là người giải đáp cho các bạn. Và các bạn đừng quên like và đăng ký kênh của Việt sách nhé. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bài giảng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn khóa học về sách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt sách